Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 11, cùng nhau làm cái phần chủ đề ôn thi nói speaking của học kỳ 2 tiếng Anh 11 nhé. Hôm nay chúng ta làm chủ đề hobbies, sở thích. Và ở đây chúng ta sẽ nói về sở thích là chơi bóng chuyền, chơi thể thao, môn bóng chuyền nhé. Rồi chúng ta có thể là lên trình bày một cái đoạn để nói về sở thích của mình, hoặc là cách thứ hai, hai bạn sẽ hội thoại, sẽ đối thoại, nói chuyện về cái sở thích. Rồi chúng ta cùng làm bài. Cách thứ nhất đó là chúng ta lên để trình bày một cái đoạn văn để nói về cái sở thích của mình ấy. Chúng ta có thể làm như sau. Ví dụ này: Good morning teacher. Chào buổi sáng cô giáo, thầy giáo gì đấy. My name is Ikon Nepham Kukka. I'm 16 years old. I'm in class 11. Các bạn thêm lớp của bạn vô. At Ngunchi Thai High School. Today I will talk about my hobbies. My hobby is playing sports. My hobby is playing sports. Sở thích của tôi đó là chơi thể thao. There are many sports. Có rất nhiều thể thao, môn thể thao. But I like playing volleyball best. Nhưng mà tôi thích chơi bóng chuyền nhất. I start playing volleyball. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyền when I was 10 years old. Khi mà tôi 10 tuổi. I have played volleyball for 5 years. Tôi đã chơi bóng chuyền 5 năm rồi. I started hobby with my friend. We play volleyball 3 times a week on Tuesday, Saturday and Sunday afternoon. We play on the playground near my house. Tôi chia sẻ cái sở thích này với những người bạn của tôi. Chúng tôi chơi bóng chuyền 3 lần một tuần vào chiều thứ ba, chiều thứ bảy và chiều chủ nhật. We play on the playground, có nghĩa là chúng tôi chơi ở sân chơi gần nhà của tôi. I think this is a simple and easy sport. Tôi nghĩ rằng đây là môn thể thao rất là đơn giản và dễ. Volleyball can be played inside or outside. Bóng chuyền có thể được chơi bên trong bên ngoài. It is for two teams of 6 players. Nó có hai đội chơi, mỗi đội 6 người. You need a ball and a high net. Bạn cần một quả bóng và một cái lưới keo. You hit the ball with your hand or arm. Bạn đánh vào quả bóng với tay của bạn hoặc là cánh tay của bạn. You can't catch or hold the ball. Bạn không thể bắt hoặc là giữ quả bóng được. The winner, người chiến thắng, is the first team, là đội đầu tiên to get 15 points, đạt được 15 điểm. Volleyball teaches me how to work in a team. Bóng chuyền dạy tôi làm việc nhóm, làm việc trong một nhóm, một đội. Which is very important for my future life. Rất là quan trọng. Đây là cái điều mà rất là quan trọng cho tương lai của tôi. Volleyball make me fast. Bóng chuyền làm cho tôi nhanh nhẹn hơn, strong, khỏe and healthy, và mạnh khỏe. This game give me energy. Cái trò chơi này mang cho tôi năng lượng and good mood, và tâm trạng tốt. Đây là cái cách mà chúng ta trình bày đoạn văn với thầy giáo, cô giáo của mình. Và cái cách thứ hai, chúng ta có thể nói đối thoại với một cái người bạn của mình chẳng hạn. Ví dụ như này: good morning, what's your name, okay, good morning, my name is Kim, nice to meet you. Rất vui khi gặp bạn. Xong bạn kia bạn bảo là Nice to meet you. Today I have some question about your hobby. Okay, do you have any hobby come? Of course, yes I do. What is your hobby? I like play sports. There are many sports, but I like playing volleyball best. Great. Sports is good for our health. When did you start your hobby? Well, I started the hobby when I was 10 years old. I have played volleyball for 5 years. Great. Who do you say your hobby with? I say it's with my friend. Where do you play volleyball? On the playground in my house. How often do you play volleyball? We play volleyball 3 times a week. Wonderful. When
on Tuesday, Saturday and Sunday afternoon from 5 p.m. to 6 p.m. I see you like sports summers. Tell me, what do you need to play volleyball? Well, we need a ball and a high net. It's very easy and simple. Is that right? Yes, I think so. Do you play just for fun? Of course, we play for fun. But sometimes we try some competition in my school. It's wonderful. I'm very happy when playing volleyball. Why? Because this game gives me energy and good mood. I see. Can you tell me some benefits that playing volleyball bring for us? I think volleyball teaches me to work in a team, which is very important for my future life. Volleyball makes me fast, strong, and healthy. Now I see this is a wonderful sport. I think I will start it in some days. Yes, you must like it. Thank you, come have a nice day. Goodbye, goodbye. Rồi, đây là một cái đoạn hội thoại giữa hai bạn với nhau nói về cái hobby. Chúng ta cùng dịch này. Chào buổi sáng, tên bạn là gì? Chào buổi sáng, tên mình là Công. Rất vui được gặp bạn. Mình cũng rất vui được gặp bạn hôm nay. Tôi có một vài câu hỏi dành cho bạn, dành cho sở thích của bạn đấy. Bạn có sở thích nào không? Có chứ. Tất nhiên là có rồi. What is your hobby? Sở thích của bạn là gì? Tôi thích chơi thể thao. Có rất nhiều môn thể thao nhưng tôi thích chơi bóng chuyền nhất. Great, tuyệt vời. Thể thao thì tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bạn đã bắt đầu sở thích khi nào? Tôi đã bắt đầu sở thích này khi tôi 10 tuổi. Tôi đã chơi nó 5 năm rồi. Tuyệt vời. Bạn chia sẻ hobby này với ai? Tôi chia sẻ nó với những người bạn của tôi. Bạn chơi ở đâu? Trên sân gần nhà tôi. Bạn thường chơi không? Tôi chơi nó 3 lần một tuần. Khi nào thế? Tuyệt vời, khi nào vậy? Vào chiều thứ 3, 7 và chủ nhật, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Tôi thấy bạn rất là thích thể thao. Hãy nói cho tôi, chúng ta cần cái gì để chơi được bóng chuyền đấy? Chúng ta cần một quả bóng, một cái lưới cao thật là dễ dàng và đơn giản phải không nào? Đúng, mình cũng thế thế. Bạn chơi cho vui phải không? Tất nhiên rồi, chúng ta chơi cho vui, nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng tôi tham gia cuộc thi ở trên trường. Thật là tuyệt vời, tôi rất là vui khi mà chơi bóng chuyền. Tại sao vậy? Bởi vì trò chơi này mang cho tôi năng lượng và tâm trạng tốt. Tôi thấy rồi, bạn có thể nói cho tôi một vài lợi ích mà chơi bóng chuyền mang lại cho chúng ta hay không? Tôi nghĩ rằng bóng chuyền dạy chúng ta làm việc nhóm, cái điều mà rất là quan trọng đối với cuộc sống trong tương lai. Bóng chuyền làm tôi nhanh, khỏe và mạnh khỏe. Bây giờ tôi thấy rằng đây là một môn thể thao tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu nó một ngày nào đó. Bạn sẽ thích nào đấy. Cảm ơn các bạn này. Chúc một ngày tốt lành nhé. Tạm biệt. Ok. Rồi, đó là cái đoạn mà hai bạn hội thoại có thể nói chuyện như vậy, nói về cái hobby nhé. Hy vọng rằng video này giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo. Ok, cái bài của chúng ta đây.